chào cả nhà nha, lại qua Quỳnh Trang đây. Thì hôm nay Trang sẽ review cho các bạn xem, cũng giống như mấy clip trước đó mọi người, dòng xe nào mà giá tốt thì bên Trang sẽ review cho các bạn xem. Để ai mà có nhu cầu mua xe trong cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 này, nhớ liên hệ cho Trang là 0967395485, hoặc là các bạn Zalo với Trang là 0362973808 để được Trang hỗ trợ và tư vấn ha. Thì hôm nay Trang cũng sẽ review cho các bạn xem, đó là cái dòng xe Windows ha. Thì Windows nói chung là bên Trang đang có rất là nhiều màu luôn, và từ màu zin nhà máy tới màu 3D bên Trang đều có luôn ha. Thì cái phiên bản này chắc là sẽ không có xa lạ đối với những cái anh chị nào mà mình mê dòng xe tay con như là Windows nè, Ed nè. Thì những cái dòng xe này bên Trang có hỗ trợ bán trả góp luôn ha. Và hồ sơ cực kỳ đơn giản, chỉ cần chứng minh hộ khẩu hoặc chứng minh bằng lái. Mọi người có cái căn cước không có chip này, hoặc là thêm bảo hiểm y tế giúp Trang thì càng tốt ha. Thì Winner hiện tại giá đang cực kỳ tốt luôn, giá chỉ dao động tầm khoảng là từ 40 tới 42 triệu tùy theo mọi người lấy màu nào ha. Và phiên bản Trang đang lấy đó là phiên bản đường đua ha. Phiên bản này có ABS này, thì cà vẹt của nó sẽ ra là màu đỏ xanh trắng đen nha. Thì cái con này, cái cà vẹt ra màu nó hơi dài nhưng mà nó đẹp mọi người. Nói chung là cái màu này mấy cái anh thanh niên cực kỳ thích luôn ha, và khách hàng hỏi cái Trang màu này cũng rất là nhiều. Cái phiên bản này thì 21 cũng có và 22 cũng có luôn nha, mình Trang có hai loại luôn nha. Và giá cũng sắp xỉ tầm khoảng từ 2 tới 3 triệu thôi, chứ cũng không chênh lệch nhiều đâu. Và hai dòng xe này mình trả góp, mình chỉ cần đưa trước cho bên Trang tầm khoảng là từ 3 tới 5 triệu là mình có thể lấy được xe rồi nha. Trường hợp anh chị mà mình muốn lấy cà vẹt gốc, trả trước cho bên Trang từ 40% giá trị của xe là có thể nhận được cà vẹt gốc rồi ha. Thì ngoài Windows á, thì đây là của phiên bản của 2022, thì 21 bên Trang cũng có. Thì ngoài những dòng xe này Taycan thì bên Trang sẽ có như là Exciter 155 này, 150 này, có dòng Merch King luôn ha. Với lại phiên bản Sachi Rider Sonic bên Trang đều có đầy đủ, cho nên là mọi người nhớ cho Trang một like này. Nếu mà anh chị nào mình muốn tham khảo dòng xe gì, bình luận cho bên Trang ở dưới ha. Để có gì Trang clip sau Trang sẽ làm và review cho các bạn xem luôn, để mọi người hiểu rõ về xe, hoặc là có nhu cầu mua xe nhớ liên hệ cho Trang. Và lô số điện thoại của Trang lại là 0967395485, hoặc là các bạn Zalo 0362973808 ghé qua cửa hàng liên hệ Trang trước, sẽ được giảm ngay từ 500 tới 1 triệu đồng ha. Và Trang xin nhắc lại địa chỉ cửa hàng của Trang là khu phố 2, phường Tân Định, thị xã Bến Cát, Bình Dương mọi người nha. Ghé qua liên hệ cho Trang nha.